Sau khi kết hôn Cậu hãy dọn về đây sống đi Cậu là cô Nhi nên cũng không có người thân Cậu có thể đưa con trai của mình Cả hai cùng về đây sống Ý mẹ là muốn cho cậu ấy về sống trong nhà này à Là cô Nhi Như vậy không phải là tốt nhất sao Bà nội à Việc này con cũng tính tới rồi chứ Con cũng muốn là Su Kien Ở với chúng ta đó mẹ Con chịu vậy kỳ lắm hey cái thằng này. Vậy cậu thấy sao hả? Con cần thời gian suy nghĩ. Có gì mà phải suy nghĩ? Cậu định tiếp tục sống với mẹ vợ của cậu sao? Sao bà lại gấp gáp như vậy? Bà hãy cho anh ấy chút thời gian đi. Đúng vậy đó mẹ. <laughs> Có phải anh đang nghĩ về lời bà em nói không? Thật sự chuyện đó anh vẫn chưa nghĩ tới. Nhưng khi kết hôn rồi chúng ta cũng phải dọn ra thôi. Không phải sao? Khi dân che mất, anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho mẹ cô ấy và thế giờ cũng vậy. Anh biết là em sẽ chịu thiệt thôi, nhưng mà anh không muốn phá vỡ lời hứa đó, Suki à. Vậy là sau khi kết hôn, anh vẫn muốn sống với bà ấy hả? Hả? Cậu bị bắt làm mấy chuyện đó sao? Ừ, bị bắt pha cà phê hoài à, thậm chí phải đánh bóng dài giùm hắn ta luôn á. Ôi trời. À, phải rồi, nhắc tới mới nhớ, đội của cậu có tới đây một lần. Có phải người đeo mắt kính nhìn giống như con gấu Teddy hay không hả? Ừ, chính hắn á. Hắn lúc nào cũng định mở cấp trên hết rồi à, chà đạp mấy người ở cấp dưới mà chưa kể có lần á hắn buộc tội một lao công ăn cấp độ của hắn đó trong khi cái đó là do hắn làm mất mà hắn đúng là cái điên khùng không có học đúng là vô giáo dục vậy sao cậu không dạy dỗ hắn đi tôi đã cư xử đàng hoàng trong công ty rồi nếu tôi còn gây rối ba tôi sẽ đuổi cổ tôi liền á không cho làm nè tại sao cậu lại sợ ba cậu dữ vậy hả thì ba chính là ba đó vậy ông ta có coi cậu như người nói giỏi hay không cũng không hẳn ông ấy chỉ thích mấy người có trình độ thôi à vậy thì cậu cứ làm điều mình thích đi với lại tôi thấy ba cậu cũng sẽ không cho cậu chức vị gì cao đâu nên cứ sống theo ý của mình đi vậy sao như đừng có dính vô cờ bạc đó nha ừ cô ừ tôi biết rồi tôi bỏ rồi cô nhắc tôi nhắc lui hoài tôi phải làm việc đây ăn rồi thì đi mau đi cần tôi phụ không nếu như cậu thích À, hồi nãy ở nhà tôi á, bà tôi nói sau khi kết hôn, Kim Hiên The sẽ phải dọn về nhà tôi cùng con anh ta. Cái gì? Có thật không đó? Thiệt, tại anh ta là trẻ mù côi mà đúng không? Ôi trời, chị muốn gặp tôi. Ờ, à, tôi có chuyện cần bàn với chị, mong chị sắp xếp thời gian. à tôi biết rồi. Mẹ, mẹ có 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 chuyện rồi có chuyện rồi mẹ hôm nay cửa hàng nghỉ sớm hả Ai, con nhờ người trong chừng rồi đúng rồi mẹ à, nhà của su su nói với hiên the là sau đám cưới hãy dọn tới nhà họ cùng với huynh đó sao thì kiểu giống như là ở rễ vậy đó chị à, chỉ từ bây giờ huynh sẽ rời xa chúng ta rồi tất nhiên là không rồi <laughs> Chuyện mẹ tôi nói cũng hoàn toàn có lý Nên vì vậy Chúng tôi muốn Hiên The dọn về Nhưng mà nó chưa đưa ra cô trả lời Vậy nên tôi nghĩ là Nên bàn bạc với chị Để tìm giải pháp tốt nhất Chị cũng thấy rồi đó Con gái tôi cứ đòi lấy ông bố đơn thân Chúng tôi cũng đành chịu thôi Nên chúng tôi đã quyết định Chấp nhận sự thật đó và đồng ý để cho nó dẫn theo đứa nhỏ luôn nếu chị cảm thấy đứa nhỏ sẽ là gánh nặng cho nhà chị thì nhà tôi sẽ nuôi đứa nhỏ chị sẽ nuôi đứa nhỏ luôn sao tôi đã nuôi nó từ khi nó mới chào đời rồi dù ba nó cũng có giúp đỡ nhưng việc nuôi con là của phụ nữ chưa kể là hun sẽ phải chuyển tới nơi ở mới với rất nhiều thứ mới Tôi sợ thằng bé sẽ khó có thể thích Nghi. Giờ nó vẫn còn nhỏ, nên tôi sẽ nuôi nó ít nhất tới khi nó đi học. Ừ, nhưng việc này, liệu ba của nó có đồng ý hay không? Tôi thấy cách này là tốt nhất cho Hiên, The và Su kia để chúng bắt đầu cuộc sống mới. Nói thật là đối với tôi, tôi cũng không thích cháu ngoại mình bị đem ra bàn tán như vậy. Nên tôi quyết định sẽ giữ nó lại và sẽ tự mình nuôi nó nếu chị đã nói như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì <laughs> con rể của cô được lắm dám cướp cô dâu của con trai tôi sao có thể như vậy được chứ tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu chị à chị Cái gì mau ngồi xuống đây ngồi xuống đây nhanh lên sao người chồng cũ và con gái của chinh xúc đó bây giờ họ ở đâu ai biết chị không biết hả vậy chinh xúc chưa bao giờ gặp mặt con gái của mình sao đúng vậy sao lại như vậy được chứ cô ta bị buộc phải rời xa con của mình mà vậy mà cô ta không đi tìm nó sao cô ta đúng thật là một người mẹ lạnh lùng nhất trên thế gian này rồi đó cô không biết thì đừng có nói tất nhiên là nó có đi tìm rồi cô ta có đi tìm sao vậy có gặp được không lúc bị đuổi ra khỏi đó nó vẫn chưa biết tên của con bé dù nó đã cố tìm người chồng cũ nhưng vẫn không có ích gì chị có biết chồng cô ta làm gì không cái này tôi không có rõ hình như là cửa hàng quần áo gì đó nó cũng thử tìm rồi nhưng mà không có thấy vậy là không tìm được sao cũng không hẳn là như vậy nó có tìm được người mẹ chồng nhưng mà bà ta rất là độc ác cho nên nó đã xin gặp đứa nhỏ bà ta vẫn nhất quyết từ chối Sư? vậy thời gian qua cô ta vừa thuyết giảng vừa đi tìm con gái ruột của mình đó hả có lẽ bây giờ chinh xúc cũng đã từ bỏ rồi <laughs> <laughs> Alo, Tôi là Sơn Dương đây. Ờ à, nghe nói ông tìm người giỏi lắm có phải không? Ờ à, tôi cần tìm một người. À, rồi, cảm ơn ông. Li Chiên Súc. Rồi đây tôi sẽ dịch trần bộ mặt thật của cô. Chúng ta cần chị dương em anh không định quay trời em đâu anh sẽ đợi em chào em cho dù là em không lựa chọn anh nhưng mà anh vẫn có được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía ba của em và giờ sự tin tưởng đó cũng mất rồi anh đã rất sốc và thất vọng nhưng mà cũng đành chịu anh biết rằng ba em không có sự lựa chọn và anh anh đã chấp nhận điều đó ba em vẫn tin tưởng và nhờ vả anh thực ra mà nói ba em luôn coi anh như con ruột của mình vậy anh rất cảm kích điều đó anh sẽ chuyên tâm làm việc hy vọng là em không thấy khó xử khi gặp anh ở trong công ty Hun à, vào rửa tay rồi vào phòng chơi đi con. Dạ. Yeah. Ừ, trời ờ. ngoan quá. gần <laughs> sao? Vậy là em sẽ nuôi bé Hun luôn hay sao? Ừ. Họ nói gì? Họ đâu có lý do để từ chối. Em sẽ không để cho Hun bị nhà đó ghẻ lạnh đâu, cháu em mà. Nhưng Hiên Thê sẽ không đồng ý đâu. Em biết nó rất thương con mà. Em biết rằng nếu em nói nó bỏ bé Hun ở lại, kết quả sẽ ra sao rồi mà. Nếu như phải bỏ bé Hun ở lại thì nó sẽ không kết hôn đâu. Em hiểu quá rõ nó để đưa ra cách này. Không lẽ em định cản không cho nó kết hôn hay sao? Đâu có. Có thiệt không đó? Nếu nó đã có đối tượng thì sao em phải cản nó? Với lại, Hun cũng là máu mũ của em. Nó là con của Dương Che và em sẽ nuôi nấng nó. Nên sẽ tốt hơn nếu nó ở đây với em đó chị à. Ừ trời, tốt hơn cả ba của nó luôn sao? Tất nhiên rồi, chị không thấy sao? khi tụi nó có con riêng rồi hun sẽ bị cho ra rìa gì bộ em nói sai hả em nói vậy trong khi em cũng đã phải nuôi con của người khác còn con của em thì lại để cho người khác nuôi ý chị là hun nên đi theo ba nó sao dù sao nhà họ cũng rất giàu có mà tiền bạc đâu phải là tất cả ư ừ, trời ơi nó được nuôi bằng mũi vàng mà em không chịu hay sao em có thể nuôi hun khôn lớn mà không cần mũi vàng chị không cần phải lo ư ừ, trời đất ơi thiệt là mình đã đi gặp mẹ vợ của cậu ta Dạ Cô ta nói là mình sẽ nuôi đứa nhỏ Thật vậy sao mẹ Chị ấy nói là sẽ nuôi nó cho tới khi nó đủ lớn đó anh à Vậy lỡ Su với cậu ta Thường xuyên tới đó để thăm đứa nhỏ thì sao Kim Hiền the sẽ không bao giờ đồng ý đâu Cậu ta nói là sẽ không bao giờ từ bỏ đứa nhỏ Không phải cô ta làm như vậy Vì muốn phản đối đám cưới sao Có thể cô ta dùng đứa nhỏ để làm cái cớ phá hoại đám cưới này ôi à, lạnh thật ô anh định đi gì vậy? À, làm sao đây? À, giờ nhìn mặt cô ta cũng thấy xấu hổ rồi trời ơi! À, lẽ ra mình không nên coi phim đó chứ! À, mình nên dọn đi cho rồi! À, phải làm sao đây? làm sao đây? làm sao đây chứ? Ai phải làm sao đây trời ơi. Nghe nói là nhà bên đó muốn Hun dọn qua ở chung luôn hả? Dạ. Vậy ý của em sao? Em vẫn chưa trả lời họ. Em cũng đâu có lựa chọn nào khác phải không? Sao nó lại không có lựa chọn chứ? Mẹ đã nói với họ là sẽ nuôi Hun nên con đừng lo, cứ qua đó sống với họ đi. ờ ừ. Mẹ đã nói như vậy với ơn sao? mẹ nói chuyện với mẹ của nó, không phải nó. Vậy rồi sao? Họ đâu có lý do để từ chối, nhưng con phản đối. Con tuyệt đối không bỏ rơi bé Hun đâu. Vậy là con muốn dẫn Hun qua bên đó để cho họ ghét bỏ nó hay sao? Sao họ có thể ghét bỏ nó được chứ? Trong nó dễ thương như vậy mà, họ sẽ thích nó thôi. Rồi được tới bao giờ? Lúc tụi nó có con riêng, Hun sẽ không được quan tâm nữa. Còn có biết nó sẽ phải chịu đau khổ như thế nào hay không? <laughs> nhưng Su Kiên sẽ không bao giờ làm vậy đâu. Vậy con sẽ không dọn qua đó và con cũng sẽ không để cho mẹ nuôi bé Hun một mình đâu, thưa mẹ. Ba ơi. Ừ, hôn à. Trời. ê. -h ba đang định đi đâu hả đâu có ba sẽ không đi đâu hết nếu không có con vậy thì con sẽ luôn luôn đi theo ba à. chúng ta sẽ mãi ở bên nhau Anh muốn ở lại với mẹ vợ của anh sao Trước khi anh trả lời ba mẹ em Anh muốn để cho em biết trước Bà ấy muốn tự mình nuôi bé Hun Và kêu anh dọn tới nhà em một mình đó Bà ấy nói vậy sao Nhưng chuyện gì đi nữa Thì anh cũng không thể bỏ rơi con của mình được Em cũng đồng ý chuyện đó Nếu giờ Hun dọn qua ở cùng anh Chắc chắn bà ấy sẽ cảm thấy cô đơn lắm Cho nên anh nghĩ là Anh sẽ sống cùng với bà ấy cho tới khi Huynh bắt đầu đi học Nếu như em phản đối việc này Thì anh sẽ theo quyết định của em Vậy nếu em không đồng ý Thì anh sẽ thay đổi quyết định hả? Ừ Anh đã hứa với ba em là Anh sẽ ở bên em Dù bất kể chuyện gì xảy ra Nhưng mà đổi lại Em cũng phải ở bên cạnh anh Dù cho bất kể chuyện gì xảy ra mẹ vợ của anh không có thích em không phải vậy đâu vậy sẽ thích em thôi mà có thật như vậy không tất nhiên rồi thôi được rồi vậy cứ làm theo cách của anh đi ha vậy là em đồng ý rồi sao cảm ơn em anh thực sự cảm ơn em nếu em dọn về bên đó ở anh vẫn phải theo phe em đó à, anh biết rồi cảm ơn em nha rồi sao? Chuyện cậu muốn nói là gì? Cậu cứ việc nói ra đi, không cần phải ngại đâu. Chuyện là... Sau khi đám cưới con sẽ dọn tới chỗ anh Hương Anh Theo ở. Sao? Tới nhà mẹ vợ cậu ta ở à? Dạ. Bà không đồng ý chuyện này. Sống ở nhà đó sao? Đầu óc của con có tỉnh táo hay không vậy? Chuyện như vậy sao mà có thể? Sao lại không chứ? Con chỉ cần coi bà ấy như mẹ của mình là được. Người ta sau khi đám cưới sẽ ra ở riêng mà con muốn tới sống cùng mẹ vợ trước của chồng nè cậu không thể kêu nó tới đó sống được mẹ vợ của cậu đã nói là sẽ nuôi đứa nhỏ rồi mà con sẽ sống cùng với con trai của mình con chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ bỏ nó ở lại hết nó phải được cha mẹ nuôi dưỡng chứ nhưng việc này không thể nào chấp nhận được tụi con sẽ không ở đó luôn đâu sau khi huynh đuổi tuổi để đi học rồi tụi con sẽ dọn về đây ở mà dù cách nào thì cũng sẽ khiến mẹ vợ cậu buồn nên đừng bàn chuyện này nữa đâu phải là cậu sẽ cắt đứt mọi quan hệ với họ với lại cô ta còn đứa con gái vậy lý do gì để cậu sống ở đó với họ chứ sao mình không nói gì hết vậy mình chúng ta cứ để cho tụi nó quyết định những gì mà tụi nó muốn đi mình muốn số Kiên dọn qua bên đó sống luôn hay sao? Nếu như đó là điều mà nó phải đối mặt thì đúng là như vậy đó. Mình à, không lẽ mình không dự trù là mấy chuyện này sẽ xảy ra hay sao chứ? Nhưng mà em thật sự không có hề nghĩ tới việc này. Ôi trời. Hey. <laughs> chú thấy không? Đó là phần thứ tư rồi đó chú. Chuyện như vậy chỉ có thể là do hai nguyên nhân. Hoặc là bà ta đang tức tối, hoặc là đang bị căng thẳng tới tột cùng. Cho nên mới ăn ngấu nghiến như vậy đó. Cũng phải. Đa số phụ nữ đều giống như vậy mà, đúng không chú? Bộ bà có chuyện gì không vui hả? <laughs> thịt ngon quá là chuyện đám cưới che dơn phải không bà đang bị sao vậy thì còn chuyện gì nữa che dơn bị đá rồi công sức tôi bỏ ra giờ đã đổ sông đổ biển hết rồi bây giờ che dơn tội nghiệp của tôi phải làm sao đây thiệt vậy hả bây giờ tôi rất đau khổ giống như trái tim của tôi đang bị xé làm từng mảnh vậy đó ông thử nghĩ coi tôi đã như vậy rồi thì che dân sẽ như thế nào vậy là con gái chủ tịch sẽ lấy người khác sao đúng như vậy mà là người từng có vợ nữa à, nó bỏ che dân của chúng ta để lấy người khác như vậy sao vậy vậy chủ tịch không nói gì hả tôi phải tới đó gặp ông ta mới được thôi đi làm vậy thì giải quyết được gì chứ đây là chuyện giữa đàn ông với nhau giữa đàn ông với nhau hả nghe đây ông đừng nghĩ tới chuyện đi gặp chủ tịch bác đó Tại sao? Vì Che Dương vẫn phải tiếp tục làm việc ở đó. Vậy sao nó không nghỉ việc cho rồi còn ở lại đó làm cái gì? Bởi vậy cho nên tôi mới nói ông vô dụng, ông không giúp ích được gì hết đó hiểu không? Buổi họp sáng này kết thúc hơi sớm. Ừ. Cuộc họp của ban giám đốc còn lâu phải không? Dạ. Chú tịch nên à. nghỉ ngơi một chút. Tôi đi vệ sinh một lát đây. Dạ. À, dạ, à, dạ, à, à. 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 công việc sao rồi à. dạ công việc này không hợp với tuổi tác của tôi cho lắm trông anh có vẻ quen quen thì phải à, dạ ai cũng nói vậy hết trời ơi đây không phải là chủ tịch bắc hay sao hai chúng ta đã gặp nhau chưa vậy à dạ không dạ chưa từng gặp chúng ta chưa từng gặp lần nào ờ à, nếu vậy thì thôi gia đình anh chắc là phải buồn lắm nếu thấy anh cực khổ như vậy đây có đúng không dạ không đâu tại vì tại vì tôi không giúp ích được gì cho gia đình cho nên họ cũng không biết về chuyện này đâu à. <laughs> lúc nào rảnh thì chúng ta cùng ăn trưa với nhau tôi sẽ để anh được không dạ 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 thôi không cần đâu tôi không dám làm lãng phí thời gian của ngài ừ thôi anh làm việc đi nha. dạ Thì ra Đó là người đàn ông mà Che Dân coi như cha ruột sao Vậy sao ông ấy lại để con gái mình đi lấy người khác chứ anh không lên sao có thể là anh đang nghĩ anh đã chiến thắng trong cuộc chiến này thực ra mà nói thì tôi chưa từng nghĩ như vậy anh nghĩ anh và cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau được sao chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó chuyện đó cậu phải đợi coi sao chị dương chào mừng con chào mừng nào 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 ngồi đi ngồi đi hả con đã khiến chú phải lo lắng rồi ê không sao không sao chú hiểu là con cần có thời gian mà Sao rồi? Con đã cảm thấy thế nào hả? Cho dù là con và Suki ơn không thành đôi Nhưng mà con không muốn làm hỏng mối quan hệ giữa chúng ta đâu Rất tốt, chú cũng đang mong như vậy đó Nên đây có ý nghĩa rất lớn đối với con Con muốn được tiếp tục ở đây và hỗ trợ cho chú Rất tốt Cảm ơn con nhiều ha. Cảm ơn con <laughs> À chuyện đó? Thành thật chưa buồn. Hy vọng là anh có ý đó. Xin nhờ anh chăm sóc cho chủ tịch. Nếu được thì hai chúng ta đi nhậu đi. Vào đi. Chào mừng anh đã trở lại. Anh vẫn khỏe chứ? À, tôi vẫn khỏe. Tôi cũng nghe nói là để thưởng cho thành công gần đây mà đội của anh đã đạt được. Anh đã được thăng chức rồi, có phải vậy không hả? Dạ, đúng vậy. Cảm ơn anh đã chiêu cố. Thật ra thì tôi cũng hơi bất ngờ vì anh cũng bận khá nhiều việc. Thật sự cảm ơn anh tôi lúc nào cũng lo cho người của mình hết để đổi lại sự trung thành đó dạ anh có thể tin tưởng tôi cô su cô sẽ kết hôn với kim Hy anh the hả ờ <laughs> à? à mà Chủ tịch Bắc có đồng ý hay không vậy? Họ có thể kết hôn mà không được sự chấp thuận hay sao? Ồ, anh làm tôi bất ngờ đó nha. À bà quên, còn thương chủ chơi thì sao hả? Anh ta vẫn làm ở đây. Không có gì thay đổi cả. À, hèn gì anh ta nghĩ mấy ngày qua. Nè, thôi đừng có tám chuyện nữa. Có ai đã thấy thông báo trên trang web của công ty chưa? Có, có hả? Ừ. Có thật nè. Anh đã được thăng chức rồi đó. Thật à? Ừ. À, anh được thân chức sao à, xin chúc mừng anh chúc mừng anh ôi xin được chúc mừng anh để biết thế nào anh cũng được thân chức mà chúc mừng anh nha Chà, chúc cậu mừng anh đúng là thật dẻo miệng đó anh u xiếc chúc mừng anh nha được rồi nhân dịp này tôi sẽ đãi mọi người hoan hô hoan hô nhưng mà trong khi đó chúng ta nên uống cà phê đã à, cũng được đó thực tập hả mở đi pha cà phê đi <laughs> Cần tôi giúp không? Hey, tôi chỉ muốn thân thiết với cậu thôi. Chúng ta sắp là người một nhà rồi mà, không phải sao? Vậy anh sẽ làm gì cho tôi đi? Hả? Anh lớn tuổi hơn tôi, vậy anh phải chỉ bảo tôi đi chứ. À. Ờ, à, tôi có thể dạy cậu đấm bốc. Đấm bốc hả? Tôi từng chơi đấm bốc. Tôi còn từng đọc giải nữa. Ôi cha, thiệt vậy sao? ô ừ, hèn anh di chuyển nhanh như vậy á né được hết đòn của tôi luôn ừ. cho nếu có hướng thì cứ nói với tôi ừ. Ừ. làm gì mà lâu vậy hả không lẽ học đấm bốc để đấm cái tên này phát ta anh ấy chun chờ đã ờ có chuyện gì anh giận tôi hay sao vậy sao cứ tránh mặt tôi hoài hả ờ đâu có tôi đâu đâu có tránh mặt ai đâu rõ ràng là có mà mà thôi giờ tôi phải đi đây thôi, mấy anh mà coi phim xong khóc đó tôi rất là thích trên đời có thứ gì cô ta không thích không trời mà thôi cô ta nghĩ vậy cũng tốt mà dễ thương thì kim minh à ông ta có tên trong danh sách cổ đông nên chắc chắn ông ta có tồn tại nhưng không ai biết mặt mũi ông ấy ra sao cả. Khoan đã, vậy ông ta không tới tham gia hợp cổ đông sao? Đúng vậy. Vậy ông ta có bao nhiêu cổ phần? À cũng khá nhiều, 20%. 20% sao? Vậy sao tôi không nghe nói gì hết? Tôi cũng chỉ mới vừa biết thôi. Không phải cổ đông nào cũng biết đâu. Khi cô nhờ tôi hỏi những cổ đông khác, lúc đó tôi mới nghe được tin tức về người này đó. À mà thôi đi, con tôi sẽ sớm tới gặp ông. gặp gặp tôi à? Nó muốn bổ nhiệm con trai của ông lên làm giám đốc bên ngoài. À, thật vậy à? Tất nhiên là thật rồi. Công ty thật sự rất cần những người có thực lực như con trai của ông đây. nếu được vậy thì tốt quá. tôi thật sự cảm kích. nào, xin mời. được. mẹ nghĩ là mẹ vợ của nó đã kêu nó làm như vậy? Dạ. Chắc chắn ý đồ của cô ta là muốn sống cùng với tụi nó. Mẹ nghĩ vậy hay sao? Hãy hẹn gặp cô ta đi. Để làm gì? Chúng ta cần phải giải quyết một lần cho xong. Không thể giao việc lớn như vậy cho tụi nhỏ được. Vậy mẹ muốn con, tôi đó nói chuyện nữa hay sao? Mẹ sẽ đi cùng con. Chúng ta cần giải quyết chuyện này. Mẹ không thể để Suki ơn chịu khổ trong căn nhà đó. Tốt nhất hai bên nên nói rõ một lần cho xong vậy con sẽ dọn tới đây sao dạ con đã bàn với anh Hiêu anh the rồi nếu như dọn đi anh ấy sợ bác sẽ cô đơn một mình chưa kể là hôn cũng sẽ đi theo anh ấy cho nên tụi con quyết định là sẽ ở lại đây cho tới khi hôn đi học lận con cũng nói chuyện với nhà su kia ơn rồi thưa mẹ vậy họ đồng ý không họ sẽ đồng ý thôi có phải tại vì mẹ nói là mẹ sẽ một mình nuôi hôn hay không à, không phải đâu mẹ Lúc trước con cũng đã nói là con muốn sống với mẹ rồi mà. Giờ con cũng rất mừng, bởi vì Su Kỳ Ưng cũng đồng ý chuyện này. Con biết mình không phải là dân tre nhưng xin bác hãy coi con như là con ruột vậy. Vậy con sẽ làm mẹ con có phải không? Đúng rồi, cô sẽ làm mẹ của Hương đó. chuyện anh hiên the và su Kiên kết hôn có phải là thật hay không ừ. <laughs> anh ấy đúng là tồi tệ mà sao anh ấy lại tàn nhẫn như vậy chứ vì em chỉ yêu đơn phương cậu ấy thôi nhưng sao anh ấy lại không cho em một cơ hội hả bởi vì hiên the chỉ coi em như là em gái thôi em sẽ không để yên chuyện này đâu nếu như không còn cách nào khác em sẽ ra tay can thiệp em sẽ tới đó phá hoại đám cưới của hai người họ giống như anh hiên thay đã từng làm vậy gờ nè à. em nhất định sẽ không để cho bọn họ được sống hạnh phúc bên nhau đâu ôi em rể của mình nổi tiếng thật đó chủ tịch đã nói gì với con chú ấy vẫn rất quý trọng con như vậy thì tốt con hãy cố gắng duy trì mối quan hệ đó dạ chuyện với mấy cổ đông kia sao rồi hả mẹ à một người tên là Kim Min Su nắm 20%. Nhưng không ai biết người đó là ai. Kim Min Su sao? Mẹ chưa từng nghe nói tới, cũng không ai biết ông ta. Thậm chí ông ta còn không tham gia cuộc họp cổ đông, nên không ai để ý tới ông ta cả. Con có thể dò hỏi được không? Để con thử. À, mà nè, con có gặp Suki Ân không? Có. Tụi nó có tình tứ hay không? Bây giờ con không để tâm tới bọn họ nữa. Khi con nắm tập đoàn KB trong tay rồi, thì bọn họ sẽ tự sụp đổ thôi mẹ. Cũng đúng. Bây giờ tạm thời, chúng ta cứ chờ đợi đi. À, con đã hẹn giờ chưa? Dạ, con có nói là mẹ cũng sẽ tới Cho nên cô ấy mời chúng ta tới nhà Vậy sao ta đi thôi Dạ Lát nữa mẹ với bà nội của Su -ky Ân sẽ tới đây Nên giờ em phải dọn nhà Sao tự nhiên họ tới làm gì Họ nói là muốn bàn bạc lại Về kế hoạch cho đám cưới Ôi trời Giống như em gả con trai của mình đi vậy Thôi được rồi em cúp máy đi mẹ sẽ tới nhà anh hương the sao cả bà cùng đi hả mẹ định nói gì với bà ấy vậy chuyện này có để cho mẹ và bà lo con đừng có xen vào lỡ như hai người làm gì cho bà ấy giận thì sao đây đợi con một chút con cũng sẽ cùng tới là nhà này sao dạ mẹ à sự thật là mẹ vợ của kim Hyun the chính là ly mẹ ơi Bà ơi con tới đây thiệt đó hả sao con lại tới đây vậy con sẽ cùng đi nữa đi thôi mẹ à 어서 아, so. <laughs> 김현태 장모가 이진숙 강사예요 <웃음> 세상에 어, <laughs> 우 언니 와이 마이 What? <laughs>